Em tên là Võ Văn Nam, năm nay em 17 tuổi ạ. Người ta nói là nam xịt môi, nam méo mồm. Cuộc đời mình đánh đổi, mình là ai không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mình nhìn được rằng là con mình đã trưởng thành và có một khuôn mặt và một diện mạo mới. Cái thời đi học á, cứ mỗi sáng đến trường là cũng có rất nhiều bạn gọi là chê bai về ngoại hình. Đó trở thành một nỗi ám ảnh đối với em từ nhỏ. Em thường ở trong lớp ngồi một góc. Từ cách bản thân mình là sao lại không được như người ta, không được hoàn hảo như người ta, không được tốt đẹp như người ta. Thường thường là em hay cách mọc người sinh ra em là mẹ. Bởi vì trước lúc khi sinh ra em, mẹ cũng bỏ đi một thời gian. Lúc đó tương tư của em chỉ có hâm mẹ thôi. Em chỉ nhớ mẹ nói một câu trước lúc mẹ mất. Là mẹ nói một câu là cho mẹ xin lỗi vì đã không sinh ra con hoàn hảo như các bạn đồng trang lứa. Con làm bố là mẹ trước đấy là có mâu thuẫn, khi mẹ chân ra đi thì bố không giữ kéo lại. Thế rồi sau này bố mẹ con có quay về và xin về lại một lần, nhưng lòng người thái của bố lúc đó không có. Đó là cái lỗi của bố rất nhiều. Bố chỉ mong con tha thứ và thông cảm cho bố rất nhiều. Nhưng con rất thân bố, nhưng mà con ít khi nhằm vào bố. Gần 20 năm đã trôi qua, đứa trẻ lớn dưới vòng tay kham khổ của người cha với ngàn vạn câu hỏi tại sao và những đêm trách móc. Lòng vị tha lúc ấy đứng trước hiện thực cuộc sống là điều gì đó thật xa xỉ. Quá khứ chia ly, người lớn đau lòng, trẻ con thua thiệt. Sau cùng, tấm bia mộ mọc lên nắm cỏ xanh rì của người vợ, người mẹ. Cuối cùng cũng được ghé thăm, biểu trưng cho trái tim đã học cách khoan dung tha thứ. Đường đi còn dài, vẫn dáng lầm lũi nhỏ thó của người đàn ông và cậu trai trẻ. Họ phải tiến lên phía trước và tin vào một kỳ tích nào đó sắp xảy ra. Và kỳ tích đó xuất hiện thật. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.